chào các bác ạ chào mừng các bác đến với cái kênh uh, youtube của em chuyên giới thiệu về những cái sản phẩm của lò rèn dao phúc sen hd trên cao bằng các bác nhé nói chung là xưởng nhà em thì vừa rèn này vừa tra cán này vừa vào vỏ này để phục vụ tất cả bác thôi à, có những mẫu các bác gửi cho thì mình có thể đáp ứng được có những mẫu thì mình cũng chưa thể đáp ứng được nhưng cơ bản là mình muốn làm sao mà cho tất cả các bác sở hữu được những cái con hàng gọi là đẹp tuyệt vời nhất để mình có thể trưng chơi treo hoặc mình mang đi sử dụng thì nó không bị ăn gì đặc biệt là ví dụ như là những cái mẫu năm sáu bảy thì hôm vừa rồi em lên nhiều rồi nhưng mà ví dụ như là mẫu ba giang này thì em thực sự là em ít khi làm cái dòng không gì nhưng mà ví dụ nhưng mà các bạn có bác khách đặt thì nhà em vẫn sẵn sàng là mình làm cho tất cả các bác. Và bát hang này thì là bác anh chuyên mang về chặt phát rửa thêm cái lá chắn đảm bảo cho nó an toàn à, Dày vào 5 ly, à, lưỡi là 30 các bác nhớ Bản rộng rơi vào rộng nhất ở phần 5 là rộng nhất ở phần này là rơi vào khoảng 5cm độ dày sống lưng là 5 ly, có lá chắn đồng vàng, chốt hai đinh và cán là cán giọt lệ như thế này giúp em à, Dòng này là dòng gỗ mun và lưỡi là lưỡi ống khoan dầu không han gì Ưu điểm sử dụng sẽ không là không sợ bị han gì các bác nhé Đối với con này thì hiện tại em đang có giá là... Um... 420.000 một em Mã số 3 Dòng ống khoan dầu không han gì Đến với mã số 1, 2 à, Mã số 3 ở đây 3. Đối với cái con này hôm nọ em đã lên cho tất cả các bác Trong một video rồi Và rất là may mắn vào trong cái clip ngày hôm đấy Thì được cái lượng các bác ủng hộ tương đối cao Bởi vì sao? Bởi vì cái mẫu mã này Nó sẽ là một trong những cái mẫu mà để các bác dễ dàng sử dụng Nhiều bác có thể sử dụng Và nó dễ dàng sử dụng nhất À, vì là một phần nó là cái lưỡi mũi tù này. các bác thấy ạ một phần nó là lưỡi mũi tù như thế này nó không quá là nhọn. Thứ hai là độ dày sống lưng của nó là 5 ly. Thứ ba là cái độ chiều dài lưỡi của nó là 30 cm, cán là 12,5 cm thì nó là dòng vừa vặn để cho các bác mình đi mình chặt cây, chặt củi phát quang gà vịt xương sườn xương, xương ống. Đấy, và điểm đặc biệt là nó sẽ sử dụng là dòng ống khoan dầu không han gì Nên là sau cái clip hôm vừa rồi thì được các bác ưu tiên lựa chọn mã này rất là nhiều à, Còn bác nào mình đang muốn tham khảo một cái con hàng để mình sử dụng ấy Thì các bác có thể tham khảo ngay cái mã ở trên tay em đây các bác nhé Đang có giá là 380.000 một em dòng ống khoan gì không han gì Đến mã số 2 Mã số 2 thì lên con này cho các bác này Cho bác nào mà mình uh, thích uh, uh, Nó hơi hơi điệu điệu một tí Hơi cách tân một tí Nhưng mà lưỡi nó vừa phải thì con này đang lưỡi giờ 21 Đấy con này em vừa làm xong nên chưa kịp mài lại Các bác ạ chắc chắn là trước khi gửi cho bác Thì bao giờ cũng mài lại thật là trắng sáng và sạch sẽ thôi Thì con này em vừa làm xong Đấy, Thì lưỡi giờ vào 21 Cán là vót hai tầng các bác ạ Cán là vót gỗ 2 tầng này Điểm đặc biệt con hàng này nó sẽ là ở phần cái cán các bác nhé Lưỡi 21 bản rộng giờ 4,5 và độ dây sống lưng là 5 ly Con này đang có giá là 360 60 nghìn một em Đến mã số 1 Mấy em này thì là nhỏ nhỏ gọn gọn cực kỳ các bác nhá Nhỏ gọn xinh cực kỳ Con này các bác mình có thể mang đi phượt đi câu Đi dã ngoại đi picnic theo mình này Cán là sử dụng cán gỗ hai tầng này. Vót là vót vuông như thế này các bác nhá Cán là cán vót vuông như thế này cho em này Đấy, có chốt đinh, có lỗ đồng ở đuôi dao như thế này Hiện tại con này đang có giá là 350.000 một em Mã số 1 mời các bác tham khảo sang mã số 5 ạ à. mời các bác tham khảo sang mã số 5 con này thì để các bác mình trưng chơi treo phong thủy là nhiều đấy mời các bác tham khảo con này hiện tại đang là dòng cả vỏ vỏ là vỏ gỗ mun hoa các bác thấy nó sẽ lên sạc vân gỗ đấy nó sẽ lên vân gỗ rất là đều như thế này nhé nó sẽ lên vân gỗ rất là đều như thế này thì để các bác mình trưng chơi treo phong thủy này mình để trưng chơi treo phong thủy em sẽ rút vỏ gỗ ra cho các bác xem nhé đây ạ. đây ạ lưỡi nó sẽ như thế này các bác nhá đây có lá chắn đồng to như thế này lưỡi là lưỡi dòng ống khoan dầu đây cái những cái này nó là mùn gỗ thôi các bác ạ à. vì Mì, hàng mình mới làm xong nên là cái mùn gỗ nó cũng thực sự là không thể tránh khỏi được sau mình dùng quá trình lâu dài thì nó cũng sẽ hết mùn thôi có lá chắn đồng vàng to này đấy lưỡi là ống khoan dầu không han gì đấy các bác thấy không ạ lưỡi là ống khoan dầu không han gì vỏ vỏ gỗ môn hoa này đấy lên vân rất là đẹp các bác nhá thì các bác mình có thể tham khảo sang những con khác nó tương đương nhau thôi ví dụ như con này, này. đấy con này nó cũng vậy các bác nhá nó cũng là lưỡi kích thước như nhau và kiểu vỏ kiểu dáng nó sẽ như nhau đấy em này thì em đang có giá là 880 000 một em các bác nhé vì là hàng có lá chắn đồng thì mình làm rất là mất thời gian thủ công cho tất cả các bác nên đang có giá là 880 000 cho tất cả các bác mình trưng chơi treo phong thủy giúp em nhé mình trưng chơi treo phong thủy giúp em đó Đấy, hôm nay em lên uh, clip cho các bác giới thiệu uh, bằng ngày mã hàng Các bác ưng mã nào thì mình ủng hộ em qua cái zalo của em là 0347 753 780 các bác nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái clip lần sau ạ Xin chào